Chào tất cả anh em, xin giao lưu anh em một bờ dúi mẫu tử này, lùng lực nha anh em, chốt canh giót đỉnh, đo cái hoành cục chính cho anh em xem đi. Bắt câu ra thân tử rất đẹp nha anh em, hoành góc 120 nè, cao. Phôi này nó nặng cỡ tầm là 120 kg nha anh em, cao 1m2. rộng đó từ cái đó đây qua cái thân tử. Rộng đó 100. Một bờ dúi lung lực nha anh em. Đó tròn đều. Đó tròn đều bốn mặt nha anh em nha. Rất đẹp. Rồi, anh em yêu mến, giao lưu, ủng hộ nha. Chào anh em.